Cô chào các em. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách Cánh Diều. Chúng ta sẽ học tiếp phần chủ điểm gia đình. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 112. Ở phần học đầu tiên, yêu cầu chúng ta luyện đọc bài đọc có tựa đề là Sẽ anh, sẽ em, Bài đọc nói về tình cảm anh em trong gia đình. Anh em sẽ yêu thương, nhường nhịn nhau, sẽ mẹ rất vui, gia đình đầm ấm. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Sẽ anh, sẽ em. Trong vườn có một tổ chim sẻ. Trời rét, hai chú chim nhỏ nằm co ro thương em sẽ anh cố sức kéo những cọng rơm nhỏ trong tổ che cho em gần trưa sẽ mẹ bay về mẹ chỉ tìm được một con sâu sẽ em anh trước nhé sẽ anh vui vẻ vân ạ à. nhưng sẽ em lắc đầu Mẹ đưa anh ăn trước đi. Sẽ mẹ bàn chia cho mỗi con một phần. Thế là hai anh em cùng ăn ngon lành. Thấy các con yêu thương nhau, sẽ mẹ quên cả mệt lại bay đi kiếm mồi. Các em đã nghe cô đọc mẫu bài xong rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ sau vườn red nằm co ro cố sức cộng rơm thương yêu quên cả mệt kiếm mồi tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé bài đọc có mười ba câu cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ nhé Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu nào. Sẻ anh, sẻ em. Câu 1. Trong vườn có một tổ chim sẻ. Câu 2. Trời rét, hai chú chim nhỏ nằm co ro. Câu 3. Thương em sẽ anh cố sức kéo những cọng rơm nhỏ trong tổ che cho em. Câu 4. Gần trưa, sẽ mẹ bay về. Câu 5. Mẹ chỉ tìm được một con sâu. Câu 6. Sẽ em ăn trước nhé. Câu 7. Sẽ anh vui vẻ. Câu 8. Vân ạ. À. Câu 9. Nhưng sẽ em lắc đầu. Câu 10. Mẹ đưa anh ăn trước đi. Câu 11 sẽ mẹ bèn chia cho mỗi con một phần. Câu 12 Thế là hai anh em cùng ăn ngon lành. Câu 13 Thấy các con yêu thương nhau, sẽ mẹ quên cả mệt, lại bay đi kiếm mồi. Tiếp theo, Cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc đoạn. Cô chia bài đọc thành 3 đoạn. Đoạn 1 là 3 câu đầu. Đoạn 2 từ câu 4 đến câu 10. Đoạn 3 từ câu 11 đến câu 13. Bây giờ, cô sẽ đọc đoạn 1 nhé. Sẽ anh, sẽ em. Trong khu vườn có một tổ chim sẻ. Trời rét, Hai chú chim nhỏ nằm co ro. Thương em, sẽ anh cố sức kéo những cọng rơm nhỏ trong tổ che cho em. Tiếp theo, cô sẽ đọc đoạn 2 nhé. Gần trưa, sẽ mẹ bay về. Mẹ chỉ tìm được một con sâu. Sẽ em ăn trước nhé. sẽ anh vui vẻ. Vân ạ. À, nhưng sẽ em lắc đầu. Mẹ đưa anh ăn trước đi. Tiếp theo, cô sẽ đọc đoạn 3. Sẽ mẹ bèn chia cho mỗi con một phần. Thế là, hai anh em cùng ăn ngon lành. thấy các con yêu thương nhau, sẽ mẹ quên cả mệt, lại bay đi kiếm mồi. Các em à, cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc bài đọc sẽ anh, sẽ em rồi. Bây giờ, các em hãy bấm dừng video lại và đọc lại cả bài cho cô nào. Khi nào đọc xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp nhé. Các em đã đọc bài xong chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ đọc các câu hỏi, các yêu cầu trong bài, trả lời các câu hỏi và thực hiện theo yêu cầu của bài học nhé. Câu hỏi số 1 Vì sao sẽ mẹ quên cả mệt? Chọn ý đúng. Ý A. Vì sẽ mẹ kiếm được nhiều thức ăn cho các con Ý B. Vì sẽ mẹ thấy các con rất yêu thương nhau. Các em hãy đọc lại câu 13 trong bài đọc. Thấy các con yêu thương nhau, sẽ mẹ quên cả mệt, lại bay đi kiếm mồi. Vậy, cô sẽ chọn ý B là ý đúng. Sẽ mẹ quên cả mệt vì sẽ mẹ thấy các con rất thương yêu nhau. Câu hỏi số 2 Em thích sẻ anh hay sẻ em? Vì sao? Các em à, qua câu chuyện sẻ anh, sẻ em, cô thấy hai chú sẻ trong câu chuyện đều rất ngoan, biết yêu thương nhau. Vì vậy, Cô sẽ trả lời câu hỏi số 2 này là Cô thích cả hai chú sẻ Vì sẻ anh biết thương em Cố kéo những cọng rơm Che cho em khỏi lạnh Sẻ em dù còn nhỏ Đã rất thương anh Biết nhường thức ăn cho anh Cả hai chú sẻ đều rất ngoan Biết yêu thương Nhường nhịn nhau Điều đó đã làm sẻ mẹ rất vui Quên cả mệt nhọc phần tiếp theo, chúng ta sẽ học tô chữ hoa và viết ứng dụng. Đây là chữ y ngánh viết hoa, còn đây là chữ K viết hoa. Các em hãy lấy quyển vở luyện viết 1, tập 2, đặt ra trang số 23. Các em hãy tô chữ y ngắn, chữ K viết hoa và viết phần ứng dụng. Ngoan ngoãn, nhường nhịn kiếm được môi chim mẹ tha về tổ bây giờ các em hãy xem người ta tô mẫu chữ yên ánh và chữ ca viết hoa nhé theo, các em hãy bấm dừng video lại và viết phần ứng dụng vào vở luyện viết 1, tập 2 cho cô nào. Các em đã viết bài xong chưa? À, rất tốt! Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ học phần tiếp theo vào video sau nhé. Các bạch phụ huynh nếu thấy video này bổ ích, Hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.